Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đệ Tứ. Trong số video ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau chơi về vị tướng Dolia, vị tướng trợ thủ mới của Liên Quân ha. Các bạn biết đó, đây là một vị tướng khá là đặc biệt ở cái chiêu cuối. Nó sẽ có thể reset skill làm mới được cái chiêu thức của đồng đội mình. Cái chiêu thức nào mà có thời gian hồi chiêu không? Dài nhất đó. Về mặt lý thuyết, nếu như trong đội hình của bạn có những người cộng sự hoặc một cá nhân nào đó có cái chiêu cuối nó mang một cái khả năng sức mạnh rất là bạo liệt thì chúng ta sẽ hỗ trợ rất là tốt, và nếu như cả hai đều có được cho mình cái sự kết hợp nan ý thì phải thực sự mà nói về mặt lý thuyết chúng ta sẽ có thể dễ dàng giành được chiến thắng. Đó là cái điều kiện hoàn hảo thôi, còn thực tế nó có làm được hay không thì mời các bạn cùng nhau hào phần giải với Đệ Tứ trong số video này nhé. Thì trước tiên cho Đệ Tứ xin lỗi. Xin lỗi là vì dạo thời gian gần đây tôi đăng clip không được. Không được là bởi vì cái thùng máy tính của tôi cứ ngỡ rằng cái quá trình bảo dưỡng của nó đâu đó khoảng chừng 1 ngày hoặc dữ lắm là 2 ngày thôi. Nhưng nào ngờ trong cái lúc này thì cái tình trạng quá tải và thiếu nhân sự, cho nên cái quá trình bảo dưỡng nó tới tận là 1 tuần tính từ thời điểm hôm nay. Và cái thùng PC thứ hai của tôi nó cũng bị hỏng luôn nữa, cho nên là tôi không thể nào đăng clip được. Cái clip này là tôi đang edit trên thiết bị điện thoại, chắc chắn là nó sẽ không thể nào chỉnh chu, cũng như là cái hình thumbnail nó không có được đẹp và bắt mắt. Thì mong rằng các bạn sẽ hoan hỷ bỏ qua, đâu đó khoảng chừng một tuần nữa thôi cái thùng máy tính mình nó sẽ về, và Đệ Tứ sẽ cố gắng sản xuất clip thật là nhiều để có thể bù lại cái khoảng thời gian mà không đăng clip nha. Nó là như vậy, hy vọng rằng các bạn sẽ thông cảm nha. Quay trở lại câu chuyện tụi mình bị tướng Dolia. Các bạn có thể khoan này nha, đánh nhau kìa bạn ơi, là bạn Zip anh ta đang gặp hiểm nguy hay chăng? Câu trả lời sẽ là không với một chiếc tướng trợ thủ như vậy. Các bạn có thể thấy được là về mặt đội hình tôi cảm giác đây là một cái kèo nó khá là thúi. Thúi là bởi vì chúng ta đang bị quá dư thừa về mặt trợ thủ và thiếu hụt đi về cái phần sát thương. Đúng không à? Lúc đầu đã tôi nói là tôi chọn con Dolia rồi tôi chơi hỗ trợ cho ông nội Zip, thì cuối chỉ còn vài giây cuối cùng thì ổng không có biết, cho nên nó lựa chọn cái vị tướng mà nó thông thạo nhất, đúng không ạ? Nè, dùng ra cho mình cuối là Gương Quyết tái cái hoạt chiêu cuối một lần nữa, giúp cho anh ta có thể dùng chiêu cuối được hai lần. Nhưng đáng tiếc thay là không có bất kỳ một cái sự khế hợp nào cả đến từ những người cộng sự. Cái khoảng cách đang là quá xa, đúng không ạ? Cái sự hổ báo của anh đàn bạn Na đã phải trả giá rồi. Các bạn có thể thấy được rằng để mình có họ nắm bắt được cho mình cái sai lầm. Họ biết được rằng cái chất tướng của bọn mình khá là yếu ớt ở khoảng thời gian đầu game, và bọn chúng đang tận dụng rất tốt những cái sai lầm đó để trở thành những cái lợi thế. Con tướng Dolia này nó khá là hay. Nó hay ho ở cái chỗ là bạn gặp nước bạn sẽ hóa thành cái nạn tiên cá. Đòn đánh thường kế của bạn sẽ bắn ra một cái mũi tên nước. Và cái nút hồi máu của bạn nó sẽ chuyển thành cái nút là linh lực biển sâu. Bạn sẽ có thể lựa chọn bất kỳ một người, một đối tượng nào đó nằm trong tầm với của bạn, để khi bạn bật cái chiêu cuối, đối tượng đó sẽ ưu tiên nhận được những hiệu ứng có lợi đến từ chiêu cuối. Cụ thể đó chính là làm mới cái kỹ năng đó. Và khi mình biến thành đàn tiên cá thì sẽ bị giảm đi 50% tốc chạy bạn nhé. Combat sắp sửa xảy ra hay chăng? Đặt ấn thành công lên 2AT rồi, chúng ta không dám chơi. Đó sẽ là một sự lựa chọn không ngoan, bởi vì chúng ta biết được rằng bọn chúng đang có mắt bạo của nẻ tè. Cái lượng sát thương hỗn hợp của nhỏ Erin nó cũng rất là đáng gờm. Tôi vẫn chưa lên được cho mình cái món trang bị cởi trói nữa, cho nên sự khiêm hạ nhẫn nhịn là những gì rất cần thiết. Dùng đi cho mình hồ thiên thủy thuật, né đi cho mình pha gọ nên tập đoàn hộ không tái kích hoạt chiêu cuối một lần nữa. Này cũng không đủ tự tin chơi luôn rồi. Chúng ta đang ở cho mình cái trạng thái là tinh quang tùy biến, nhưng tại cung rừng dưới thì áp lực giao tranh đang thực sự là quá to lớn. Cứ mỗi lần giao tranh vừa xong tại cung rừng giữa là cung rừng dưới lại có một người đồng đội nào đó nằm xuống. Rõ ràng Hayate sẽ phải biết tiết chế lại. Chúng ta không phải là đối thủ của bọn chúng ở khoảng thời gian hiện tại. Lối chơi bị động sẽ là những gì mà chúng ta đang cố gắng bấu víu, nhưng sự bị động của chúng ta nó cũng có giới hạn mà thôi. Sự yếu nhược về mặt sức mạnh, sự dồi dào về khả năng hỗ trợ, nó đòi hỏi được rằng anh bạn Hayate phải là một người chơi micro player và kiêm luôn cả mặt pro player trong ván game này. Đây là một cái kèo nó khá là khó, không sao cả, mọi thứ vẫn còn đang diễn bày khá là ổn áp, vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của các thành viên đội xanh mình, nó chưa phải là đi quá xa. Và những gì mà tôi đang cần đó chính là anh bạn Na, anh ta bình tĩnh trở lại, anh ta chết hoài vậy ông nội. Bây giờ đã là 4 phút mấy, gần 5 phút rồi, nó chưa phải là quá dài thôi. Có thể là các thành viên đội xanh mình cũng đang ở cho mình cái trạng thái là thăm dò năng lực thực chiến của bọn chúng cũng không chừng. Nhưng mà một cái tín hiệu hơi bị xấu là thứ nhất á, là anh bạn Na anh ta nằm xuống hơi bị nhiều. Thứ hai nữa là bạn Hayate bị đè quá dữ, chết tới tận là 3 mạng luôn rồi. Và có một cái người chơi tôi đang có một cái cảm giác là mặc dù anh ta chưa thể hiện gì đó quá nhiều, nhưng cảm giác được rằng anh ta có một cái inner power, một cái sức mạnh gì đó, nội lực bên trong. Đó chính là anh bạn Yuka. Và thiết nghĩ cái sự kết hợp giữa con tướng Do
Golia cùng với Yuka nó sẽ là một cái rất hợp lý khi mà Yuka sẽ có thể dùng đưa cho mình trăm trong mười, tức là hai lần mắc bảo anh ấy tè lăn lóc lóc của anh bạn Zip tạo xung đột của anh bạn ra không tạo ra quá nhiều giá trị, nhưng anh ta cũng đang đầu tư được một thanh bên kia, chúng ta tóc biến sang bên cái bụi tường mà có thể sống sót được một cái pha ngàn cân treo sợi bốn như vậy rồi. Ui ổn quá Huy ơi, nhưng không sao cả, đó cũng được xem một tín hiệu khởi sắc của các thành viên đội Sao mình. Một cái pha đối đầu nó ngang kèo với nhau, chúng ta vẫn đang có thể duy vững được cho mình một cái sự tăng trưởng về mặt lượng vàng, nó không có bị quá thua thiệt với bọn họ. Cái sát thương chủ lực của bọn chúng sẽ là cái vị tướng Erin, đang là một người chơi khá là xanh sao. Bọn chúng đang có quá nhiều cái món vũ khí lợi hại, chưa dừng lại đó, một cái tướng Hyper Carry cực kỳ khủng khiếp vì đoạn cuối game được nữa. Chúng ta sẽ giải quyết bài toán này như thế nào đây? Bọn chúng đã có được cho mình con Caesar tiên phong và thế đẩy trụ, đàn áp của bọn chúng là quá dữ, bắt buộc phải đào tẩu thôi, lặn xuống hồ nước lui về. Cái màn hình này nó nhỏ quá, tôi nhìn không thấy gì hết trơn á, cho nên bình luận nó không đã gì hết trơn. Nói làm sao ta, cái chiêu mộ của con tướng Dolia nó mang tên là Hải Dương Hoang Ca, thì bạn sẽ có thể phóng ra được cho mình được 4 cái sóng âm. 4 sóng âm này nó đều có thể gây ra một cái lượng sát thương phép và làm chậm được kẻ địch. Và nếu như cái nơi mà bạn tung chiêu mộ đó là một khu vực có nước thì nó có kèm theo cả cái hiệu ứng đẩy lùi và làm chó nữa nhé. Chính vì vậy hãy cố gắng tạo ra nước bằng chiêu 2 hoặc là tung cái chiêu 1 ở cái khu vực có nước thì nó sẽ ok hơn. Với cái việc con tướng Dolia đi mid như vậy nó khá là vù mía, tôi cảm giác rằng khá là phế khi mà chúng ta sẽ không có một cái tác dụng quá nhiều về mặt sát thương, chỉ có thể trông chờ một chiêu 1 và ở cái dạng là có nước mà thôi. Mặt bạo của Nete đã xoáy ra, không tạo ra khả năng làm chó lên bất kỳ đối tượng nào cả. Đặt ấn thành công lên Na để khiến cho Na tăng thêm được cái nhuệ khí đánh nhau hơn, nhưng người ta cũng thủ trụ luôn rồi. AJT vẫn đang miệt mài trong công tác cuối trụ đó, nhưng cái trụ bảo vệ nhà chính cuối cùng của bọn mình thì sao đây? Trầm trầm lực của bạn Yuka tái kích hoạt một lần nữa, Backplay quay lại quốc nó đi ba, đúng là như vậy rồi. Nhưng nó cũng không tạo ra quá nhiều cái sức ảnh hưởng, nhưng không sao cả, một phần nào đó nó đã có thể xua đuổi được kẻ địch rồi, đó cũng được xem tín hiệu tốt. Tôi đã xác định được rằng đâu là cái người chơi, đâu là cái chìa khóa quan trọng trong ván game này rồi, đó chính là anh bạn Yuka. Nhưng chỉ có điều là cảm nhận của tôi là hình như là Yuka anh ta hơi nhút nhát, anh ta đang chơi với một cái lối chơi là Skelly Skies, một lối chơi nó nhút nhát như màn vậy. Và những gì tôi cần là tăng thêm được cho nấy cái sự tự tin, có làm được điều đó hay không? Đây bọn chúng đang băng trụ giết người luôn má ơi, 8 phút đã trôi qua mà bọn chúng đang tiến gần hơn với cái trụ bảo vệ nhà chính cuối cùng của bọn mình luôn rồi kìa kìa. Một bài toán quá nhiều khê dành cho bọn mình, chúng ta sẽ phải làm sao đây? AJT thì anh ta không có một cái đóng góp gì đó quá nhiều khi mà anh ta đã chết tới tận là 6 mạng luôn rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc cú là chiến thuật ngôi như bù hay không đây à. Một cái kèo nó đang dần trở nên thú quắc cho các thằng video sau mình hay không đây. Zip dùng ra cho mình cái thằng long lóc lóc, tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải dồn toàn tâm toàn lực để có thể bảo kê cho Yuka. Đặc biệt là tôi với bạn Zip đều là hai chiếc tướng hỗ trợ trợ thủ, tôi sẽ cố gắng cho bạn Yuka được gõ nhiều nhất trong giao tranh. Hy vọng rằng anh ta sẽ có thể tận dụng tốt được cho mình hai lần trăm trọng lực đó. Ngay khi mà anh ta gặp nguy khốn thì cái khí thôn và cái lăn long lóc của anh bạn Zip sẽ làm công tác bảo kê. Đó sẽ là một cái chiến thuật quá dữ và quá hợp lý. Nói thì nó dễ nhưng mà làm được hay không thì nó lại là một câu chuyện khác, đúng không? Mà nếu như mà chúng ta làm được chiến thuật đó thì tôi đảm bảo là bao win. Bao win thì nó có hai trường hợp. Một là tụi mình đảm bảo giành được chiến thắng, hai nữa là tụi nó bỏ mình vô cái bao rồi tụi nó win cũng không chừng, đúng không? Mà các thành video sau này mình đang ở trong cái tâm trạng là tê tâm liệt phế hay chăng? Câu trả lời là không. Mặc dù chúng ta đang bị thất thủ nhưng tôi cảm giác được rằng chúng ta vẫn đang có một cái le lối tia hy vọng nào đó. Yuka anh ta là một người chơi micro player hay chăng đây? Chúng ta đang có một cái sự quan tâm rất là đặc biệt dành cho bạn Yuka và anh ta cũng cảm nhận được điều đó. Chúng ta đang dồn toàn tâm toàn lực cho công tác phòng ngự hay chăng? Na đang tận dụng cái mức độ cơ động của mình để thực hiện cho công tác bắt đầu đẩy lẻ, đó sẽ là một sự lựa chọn khôn ngoan. Các thành viên bên kia họ có được toàn bộ những nguồn tài nguyên, đó là một cái gì đó quá hiển nhiên với bọn họ rồi. Nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc là bọn chúng sẽ nắm được cái chiến thắng chắc nịch trong lòng bàn tay đâu. Mọi thứ chỉ đang mới là bắt đầu mà thôi. Quay trở lại câu chuyện từ mình bị tướng Dolia. Cái chiêu 2 của nó mang tên là Hồi Thiên Thủy Thuật. Ồ, núp lùm ghê quá vậy ba, trầm trùng được đẩy ra sự vượt trội hơn về mặt nhân lực. Các thằng America họ đang tiến hành tan rã mất khá nhiều đồ chơi, mắc bảo qua này tè luôn nữa. Chiêu 2 nó mang tên là Hồi Thiên Thủy Thuật, hiểu năm na là mình sẽ nhảy về phía trước và tạo ra một cái dũng nước. Nếu như đồng đội của mình và chính bản thân mình đứng trong vũng nước đó sẽ được hồi máu và hồi năng lượng, đúng không ạ? Còn nếu như mà bạn nhảy vào cái địa hình là mặt nước hoặc là cái hồ nước sẵn có thì bạn sẽ có thể hồi máu cho chính bản thân bạn và giảm thời gian hồi chiêu của cái kỹ năng này là 30%. Tôi đã có một cái lời động viên cho bạn Yuka, hy vọng rằng cái sự tự tin của anh ấy sẽ được thi phạm trong khoảng thời gian tới. Anh ta cần phải nên tự tin đi. Chính cái sự tự tin nó sẽ tạo ra được những yếu tố đột biến trong ván game này.
chỉ cần chúng ta hoại diệt đi cho mình con nhỏ có được cho mình cái lượng sát thương hỗn hợp, chính là con gì quên tên nó tiêu rồi, con gì Erin, đúng rồi, Erin là coi như ngon lành cầm đầu liền. Chỉ cần né đi được cho mình cái những cái pha gõ chí mạng đến từ Ràng Cổ Không bằng những cái pha counter bằng cái khí thôn ác hận lăn long lóc gì đó của bạn Zip có làm được hay không đây. Mình thì họ cũng đang rất là cẩn thận, họ đang cố gắng đẩy đợt lính cao lên để họ tạo ra một cái không gian đủ tốt để giúp cho họ ăn được cho một con Caesar khoảng thời gian kế hay không. Bây giờ bọn chúng đang muốn end game hay chăng? Câu trả lời là không. Bọn chúng đang muốn thăm dò, bọn chúng đang muốn tìm kiếm một sai lầm nào đó để biến nó trở thành cái domino sai lầm để có thể chấm dứt được ván game này. Nhưng mọi thứ đang quá xa vời với bọn họ, không đây Inisra được không ra quá dữ được cho bạn Moreno. Anh ta đang dần dần phải trả giá kia kìa, các anh em America họ đang dần dần bị tử thương cả đi. Lên nào anh em ơi! Có thể là một cái cơ hội được xem là vô tiền khoáng hậu cho các thành viên đội xanh bên đó, đúng thực sự là như vậy. Khi chúng ta dồn toàn tâm toàn lực vào bạn Yuka thì anh ta đang dần dần tỏa sáng kia kìa, anh ta đang chiếm quá nhiều spotlight. Một cái pha đẩy, một cái pha ủi quá dữ về mặt sát thương phép thuật tại sự động của bạn Rat, nhưng người ta vẫn hoàn toàn đủ sức để có thể sống được, quá ngon rồi. Chúng ta đang dần dần lật kèo hay chăng? Tia hy vọng nó đang le lối, tia hy vọng này nó đang ngày càng khởi sắc hơn. Chúng ta chỉ cần tiếp tục duy vững như vậy mà thôi, một câu khẳng định chắc nịch, chúng ta sẽ hoàn toàn có thể chấm dứt được ván game này đâu đó khoảng chừng thì tôi không biết nữa. Nói chung cái kèo này cũng còn thấy hơi thẩm thẩm, chúng ta sẽ phải cố gắng rất là nhiều khoảng thời gian tới nữa. Nãy giờ sao tôi thấy hai GT nó không có đóng góp gì quá nhiều cho team We ơi. Yuka cân hai luôn hả, ba ghê vậy, ba phân kích được rồi. Trạng thái Invisible tan hình của anh bạn Ngộ Không đã giúp cho nó đào tẩu rồi. Ủa thằng ADL, ADL là sao? À thằng ADL là thằng AD chết 07 hả? 07 là ADL hả ta? Khí thôn ác hận lên lau lóc đi bạn ơi. Ok ngon quá bạn ơi, anh ta đã có thể cứu vớt được mạng sống của đệ tứ rồi. Chúng ta đang có 3 người, chỉ cần chúng ta nương tựa, chúng ta bấu víu vào đại bạn Yuka mà thôi. Chiến thắng sẽ đến với bọn mình một cách ngon nghẽ mà thôi. Chúng ta đang rất khao khát điều đó. 3 đánh 1 không chọc cũng què. Bật ra cho mình chiêu cuối là dịp vũ nghiệt quế trước khi mà ta đồng nằm xuống để có thể đồng quy vô tận cùng với kẻ địch rồi. Hai GT đang lao ra với cái chiến thuật là ngôi như bù của anh ấy cũng tạo ra một cái giá trị ở thời điểm hiện tại. 13 phút đã trôi qua và anh ta cũng đã có thể hạ sát được một đứa rồi. Đó là một tín hiệu tốt và tôi nghĩ rằng anh ta nên ăn mừng đi. Chúng ta đủ sức để solo với Ngộ Không hay không? Câu trả lời là ông nội tôi không dám nữa. Tôi đang cố gắng clear lính mà thôi. Là phải nên biết người biết ta, đây là một cái chất tướng mà chỉ có thể trông chờ vào những cái mũi tên nước mà thôi của cái con tướng Dolia. Tiếp tục cái chiêu cuối của Dolia nó mang tên là Tiên Cá Thánh Ca. Thì bạn bật cái chiêu cuối này thì cái đối tượng nào mà bạn đã khế ước trước đó thì nó sẽ ưu tiên làm mới kỹ năng cho đối tượng đó. Đó nó là như vậy thôi. Và nếu như mà cái chiêu đó nó có thể hạ sát được đối phương thì cái lợi tức sẽ được chia đều. Cái hai nữa là nếu như mà bạn làm mới cái kỹ năng trong khoảng thời gian là 5 giây, đối phương không dùng thì bạn sẽ được tăng tốc, giảm thời gian hồi chiêu của cái chiêu cuối. Để coi bây giờ nhiêu phút rồi, bây giờ đã là 14 phút mấy, 15 phút rồi nha. Một tín hiệu hơi báo động nằm ở vị trí của Ngộ Không. Anh ta đã full đồ rồi nha, anh ta đã mặc được cho mình một chiếc giáp hồi sinh luôn nữa rồi đó. Lăn lăn lóc của bạn Zip bị mất đi rồi. Một tín hiệu tốt nữa của bạn Yuka, anh ta đã có thể khai trừ được cho mình quân bài Rush rồi. Còn chúng chỉ còn 4 người trên bản đồ, coi chừng như Yuka ơi, tín hiệu cảnh báo được truyền tống lên. Anh ta nhanh chóng lưu về. Anh ta thấy được cho mình cái sự tập kết của các thành viên kia, Ngộ Không vẫn đang ở trạng thái tàn hình. Từ lúc Ngộ Không sẽ không cần phải làm gì cả, anh ta chỉ việc tàn hình thôi, đó lại là một áp lực cho các thành viên thân mật rồi. Chúng ta không dám mở đầu comeback. Và đó có phải là một sự lựa chọn đúng đắn của các thành viên thân mật hay không? Chúng ta không thể nào tiếp tục ở công tác bị động như vậy, chúng ta phải có một cái gì đó hành động thôi nào. Hàng Caesar sẽ trở thành một cái chiến địa tranh cướp, sẽ trở thành một cái chiến trường loạn thật hay không? Câu trả lời sẽ là có, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Zip đang trở thành con mắt di động phát hiện những tín hiệu của Ngộ Không rồi, nhanh chóng rút lui ngay. Đội chừng nào, nè tại người kia, anh ta đang ly lính, đang tiến hành get together đi cùng với nhau hơn. Ngộ Không đã bị lâu duyên nữa rồi. Yuka vẫn đang là một cái gì đó rất quả cảm và tự tin hay không? Anh ta sắp đạt được dùng món trang bị cuối cùng sẽ là giáp hồi sinh, tôi tin chắc là như vậy. Chúng ta cùng nhau chờ coi các thành viên của họ sẽ lựa chọn cái phương án là gì đây. Bọn chúng đang muốn end game hay là bọn chúng đang muốn xua đuổi để có thể tước đoạt mạng sống của một thành viên nào đó để giúp cho bọn chúng có thêm được cho mình không gian để thực hiện công tác sơ tái còn dễ dàng với người lập này một cách dễ dàng hơn. Bạn Na đang đẩy cao được lính tại nơi kia, đó sẽ là một cái sự lựa chọn khôn ngoan. Lượng máu của Yuka không còn nhiều, anh ta nên bê về hàm dưỡng một tí và chúng ta không nên đánh nhau khoảng thời gian hiện tại. Bọn chúng đang dần dần rút lực lượng ra, tôi cảm giác là như thế, đánh nhau luôn hay chăng đây? Con nhỏ Erin nó mất đi nhiệm vụ cuối rồi, đang có 3 người tại nơi đây. Na vẫn đang đẩy khá là tốt và tôi nghĩ rằng có một thành viên nào đó đang được cắt cử lưu về, chính xác sẽ là con nhỏ Erin.
Tôi nghĩ rằng đây là lúc mà chúng ta đủ sức chơi nè bạn ơi, nó không có xạ thủ cơ mà. Frenzino thử hoa hậu ha khai hoa, dùng lên cho mình cái hải dương hoang ga được cái này giảm máu nó. Triệu hồi ra cho mình coi thiên thủy thuật và tiếp tục các bạn ơi, Mendoza mà đang dần dần có được cái những điểm siêu việt. Double kill, triple kill dành cho đàn Yuka đang quá dữ, anh ta đang đạt đến đưa cho mình đang thay nó easy to handle. Đó không phải là một đối tượng dễ ăn đâu đó, triple kill luôn má ơi, ghê quá nhiều ba. Kỹ là giờ này anh ta mới xuất hiện, anh ta sẽ trở thành một con khỉ khô mà thôi, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chắc cú là một dấu chỉ cho thấy được rằng chiến thắng Saiyan với tất cả các điểm Rosana mình là tất thành mà thôi. Trời ơi, quá từ cái kèo này nó thúi quắc rồi chứ. À giờ tê, anh ta đang chết 8-9 mạng gì đó, một cái kèo quá thơm dành cho nãy. Cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý báu để xem video. Hẹn gặp một bạn ở số video vào lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại một lần nữa. Xin lỗi anh em nha. Thì Tứ sẽ cố gắng sản xuất clip thật là nhiều khi mà cái thùng PC nó về.